Chào bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyên Hải nha. Thì hôm nay thì chỉ có hai anh em mình thôi. Nó xấu mà nó còn vô duyên nữa đó. Mày sao rồi? Thì đó. Dọn dẹp phòng chưa? Cái phòng tao lúc nào không gọn gàng. Cuốn có mùng chưa? Cuốn có mùng chưa? Rồi. Bữa nào tao qua nó đem cái mùng dục thùng rác nữa. Ngủ không bao giờ cuốn có mùng. Trời. Đây đúng không? Em có ngờ. Điện thoại tao quay. Thôi để đi, lát gọi. Dạ. Mấy bạn ơi, thì nói trước với mấy bạn thôi là hôm nay là màn chon mà gây hiểu lầm nhé bạn. Thì màn chon bữa nay thì mình nghĩ là sẽ gây hiểu lầm rất là lớn. Nhưng mà nghĩ đi. Rồi do bạn ơi, bây giờ mình chỉ cần đem đồ. Mỏi quá. Few moments later. Rồi, ok bạn ơi, thì nãy giờ hai anh em mình leo gạo, leo tường để mà gắn cam nha bạn. Xong rồi, bây giờ điện đi quay. Những gì? Em thục anh bây giờ. Cho anh là điện phải bắt máy liền. Bà nội cha mày điện kiếp không nội mày gì điện hoài vậy. Alo, đang làm gì anh? Đang làm công chuyện. Đang ở bên nhà anh Hải gì? Tập trung lại chưa anh? Đông người chưa anh? Đã, đợi ra nè. Em nhớ em đi công chuyện rồi nghe. Đi đâu? Em đi công chuyện rồi. Anh ơi, đi qua bên đây khiêng cái gì tiếp cha em cái. Kêu mấy ảnh qua khiêng chỗ mày. Khiên chậu mai tiếp cha em nha. Em đi công chuyện. Dạ. Dạ cảm ơn nhiều. Nhớ nghe để tao ai mà cho anh điện là anh phải bắt máy liền nghe. Anh không có để giống gì. Cô bỏ cái tật mà mất dạy. Ông nội tôi cũng không dám bắt máy liền nữa. Tao nói thiệt á. Cho anh là phải bắt máy liền. Không mà mày điện thì tao bắt máy liền. Mày đâu mày? Mẹ thôi. Hay là mình dùng tay trước đi, khỏi lấy đồ ra. Tôi đi trước vô coi. Tôi tao cũng đi tôi trước đâu. Mày khứa mày. Mày sao làm vậy? Mày đi đâu đi sao nè, mai nè, đậm giờ. Hay là sao mày đi đây sao ơi, chừng rồi ở trước sân chân. Tại sao ngẩn trước á? Ở vậy. Em hồi hộp quá à. Vô đi. Dùng tay nha. Nhưng mà dùng tay thì nó là khó mà. Vô nè, dùng tay vô cho mà đó. Đó. Vô nhẹ nhàng luôn á. Không dùng cây gậy đó. Gậy hả? Để em dành thuốc tao ra nó. Cái gì? Anh bao ra đi. Mẹ của em rồi. Ê, làm có cái bao gì nữa vậy? Ê. Ôi sao dài vậy hả? Ai ốt vậy mà. Ôi sao dài vậy hả? Nhưng mà dùng tay trước cũng được mà đâu cần lấy cái mặt nhưng mà dùng tay chơi nó ăn gian quá à. Nếu mà lấy cái này ra nó dài lắm mà sao vô được. Trời dài em cũng chịu nữa. Cái gì dùng tay vô mày. Anh vậy thôi. Anh để cái bao quần lên đi. Để qua chục cái bao vô đây luôn đi. Để cái gõi thôi gõi. Em cầm bỏ chân. Em bỏ cho em cho. Bỏ cho em đi. Không bỏ vô chân luôn. Xôi đi nó hụt có chân chung được ha. Có
vô lỗ. Anh thấy dùng tay cũng vô lỗ mà nó đâu cần phải lấy cái này ra đâu. Tay cho dài quá coi như em sợ á. Em sợ đâu mà sợ, em mà sợ. Nè, cái miếng dài nè thấy không? Gửi đi dài. Những người anh mới lấy ra phần nữa mà nó cũng dài một đống rồi nè. Chảy nước dài nữa kìa. Bây giờ anh phục chưa? Bây giờ anh phục nghe. Bà tử mới đẹp không chảy nước dài. Em muốn lỗ nào? Ba đi gần ba. Tại anh đi. Nó hỏi Quy nó hỏi. Dạ anh thục lỗ cha, lỗ giữa chứ nghe anh nó mới thục lỗ dưới. Ủa thục ơi, ơi, bộ con gái có lỗ giữa nữa hả? Lỗ bụng á. Anh vô rồi đấy. Mấy chàng chứ lụm lỗ chân lông kìa. Lại đi nó chưa. Không biết đâu. Nó còn... chưa có vô nữa nè. Vô là để em em con gái mà làm gì cũng được cho. Gái trước mặt mình được. Cái gì nó vô được. Đâu ta ở trên tình bạn đúng không? Ai mà nó chơi kỳ. Đó. Ôi sao mà bây có anh Minh đen Minh vàng vậy? Chúng hồng ra mà nó mới vàng. Đúng rồi, chứ nó đen chứ trắng chứ. Ôi mà anh ơi. Ai mày thằng này chắc chắn sẽ bỏng chết luôn. Anh hả? Cái... sao không có người lớn ở nhà làm việc cục trời đủ vậy mà. Vậy mà vàng là trước thì bên trắng ai bên đen bên vàng ngộ á. Để em coi chân cho. Mạnh lộ có xíu mình thở nó thục nó không vô á. Vô hết trơn nè. Chợ thường là nói chuyện không nói. Thì ban đầu ai đâu mà vô. Bữa nay như không cấm gần cần hàng miếng lại mà. Trời ơi, nó tê gần gần luôn á trời. Nó trơn sao vô được, cứ trơn từ từ. Từ nó mới quen được nè. Tao như tình cái cũng có nó muốn vô, nó vô rồi nè, nó vô rồi kìa. Mày chân gái mày xanh quá không? Mở cửa lại đây, mày làm gì chồng? Mẹ vô mà nó dơ. Chân gái gì bên vàng bên đỏ? Vô coi. Chạy coi đi. Mày gì mấy ba? Đứng ngang ta, đứng ngang cho tao đi. Mày chó, mày làm gì kìa? Mồ hôi đổ nè. Đứng ngang cho tao. Nhìn mồ hôi đổ nè. Tôi sẽ làm lại bằng chứng như thế này. Cái gì? Là... cái gì? Cái gì? Lắm đầu á. Lắm đầu á. Tôi đâu có này như em Út. Mà tại sao làm chuyện đòi bại như vậy? Ủa bà khốn. Ủa má mọi người ơi. Ủa má nó. Nó chơi gì mà nó thục không? Nó thục mà còn dơ rồi nhé. Em bằng đầu chưa? Rồi bằng đầu chưa? Mày làm gì vậy? Hả? Ơi cái quần của em. Trời ơi đi ơi, đi ra ngoài đi Quy ơi, quay đi Quy. Nãy mày nói tướng gì mà vừa vì vàng vừa đen. Tục lên để đâu đây cái gì? Hà Minh của ảnh. Ừ. Nó tha lên đó nè. Con chó này. Má mày tha lên cho mày ăn cùi về. Ông nội nào bữa nay mày chơi cảm giác mạnh luôn cái gì ông nội tha vô cái kích chạch luôn. Nó tê gần gần luôn á. Thôi, chơi mặt được kìa. Má nó làm chị quay đi. Sao dột con ra sao bói? Sao bói? Tao quay phim ra nè. Tao cho ông Tám coi tao làm bằng chứng mà con. Lấy này nữa nè. Ba ơi, đồn cái cây của tao ba. Đồn cái cây. Chơi mẹ ăn nhậu ăn chơi vậy nè. Ai, chắc tán vậy nè. Mày đi kiếm cái bao hồi nãy tao. Bao vậy? Bao hồi nãy. Ê. Mày nói gì vậy? Cái bàn pizza cái gì? Má chừng mình chơi mày nhát vô chân vô đít luôn á vậy trời. Trời ơi, ủa? Cái nào ra không nổi? Mày kiếm bi á vậy, mày kiếm bi á vậy hả? Mày gắn bi hả? Mày gắn bi miền Tây chứ con gãy tay cũng hết hồn quá vậy. Chó này làm gì? Làm gì? Dạ, chứ làm gì? Bao đó. Nè, cái bao nè, tao thục nó giờ nó tha lơ rồi ba. Trời ơi, trời. Thôi. Không phải đâu.
đừng tin lời nó, nó chỉ là ngụy trang thôi. Bẻ thôi, nó ngụy bẻ thôi. Mày kiếm cái bao nãy đi rồi. Nãy bao nè, cái bao nãy đâu, cái bao nào trên trơn, cái bao này có trơn đâu? Tao nói bao nào trơn. Mày nói trơn, nãy tao nghe rõ ràng, mày bao trơn trơn. Mày gặp tao, cả cái tú. Không. Cái gì kiếm cái gì chân chân nó lại kiếm chân chân tha lơ vô cho cái đầu cơ chơi 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 phục chó đã. Hồi nãy mày nói cái lỗ gì, cái lỗ gì lỗ lỗ mũ nãy em lỗ giữa, lỗ dưới gì đó, lỗ giữa là lỗ nào nè, lỗ giữa lỗ này, lỗ giữa nào, lỗ dưới nè, đây nè, qua chân nè, cái này qua chân nè, cái gan nè, cái này body oil nó sức kem ngộ body oil phải đâu vừa chơi sức kem á. Ba này ba đứa này đúng rồi ba chị yếu mà nói tránh đình lên ba nữa đó, ba là chỗ mà đang chơi bên nhà mấy ba vô con cửa đùng đùng. Mày bất mới là ở bên nhà mày không chơi, mày qua đây mày chơi hai đứa như này vậy? Chơi sao tao chơi? Lỡ mày mày học cái da mày ghê quá, mày học đó rồi sao? Không nha. Về học cái da đó hả? Hả? Da kìa. Thấy gì không? Thấy gì không? Dính trưởng à, sao tao lặng tao cho anh vậy mà sao mà tao không biết tao? Đi vậy đó. Tao đóng cửa là học cái da. Mày ra thiên mai gì luôn nha. Các bạn ơi, hồi lúc mà áp dụng vô cái màn tròn của mình với anh Nghĩa hồi lúc mà bây giờ ông không biết luôn. Dạ. Ông không biết luôn mấy bạn. Dạ. Cái gì hoài vậy? Mày đang lắm lắm cái mày. Tao. Đi ở đây mình học đi, chọn đi ra đi gọi lên. Thôi mình đem ra nhà. Nhà anh à? Ở đem ra nhà anh học đi. Nè đem đâu đem đi. Đi ra nhà anh chơi. Tí mình đi ra nhà anh học. Cái bao đâu trời. Vô kiếm bao tiếp coi. Bao gì kiếm bao trời. Rồi. 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 Tôi nói con ta. À, đây nè, giải cái này lên nè. Kiếm bao này, em kiếm tiếp cho. Bao vậy? Mày xuống đây. Nha. Ồ bà. Cái bao đó. Ông má mày chơi đại mất mày bóc mày bóc cái bao đi. Ai mày thấy cái bao ở đây không vậy? Thấy ông nội tao. Ê có. Đâu? Ta. Mày. Học cái lông kìa. Dạ lo là chờ cái tập đầu cái bao gì trên này chờ. Cái gì cho mày? Cái bao gì trên đầu con? Bao quá về đi mà. Mình qua đi. Đi vậy đi. Trời ơi. Bỏ lên về. Mẹ mày. Đóng cửa đi mình đọc tiếp. Mày cu với tao không? Tao cu mày bây giờ. Đi ra khác cho tao đọc coi. Đi ra ngoài. Đóng cửa đi đọc tiếp. Mấy bạn ơi, nói chung là mấy bạn thấy đi. Màn trên của anh em mình rất là thành công. Anh thuộc xong anh mệt hả? Rồi bạn ơi, nếu mấy bạn thấy màn trên này hay nhắc like, subscribe cho anh em mình các bạn ơi. Nếu có cái gì hay mình luận cho để mà cho anh thằng nha ổng nha. Rồi nhắc like là anh tâm thiệt các bạn nha.